Xa xa chúng ta đây là không gian của lòng hồ Trị An nha quý anh chị. Linh đang đứng ngay tại vị trí này. Đây là một vị trí đất giáp với lại lòng hồ. Với diện tích đất hôm nay chúng ta đi xem là 1 mẫu 3, tức là 13.000 m². Đất là đất cây lâu năm và quy hoạch là thương mại dịch vụ. Ở đây gần với vị trí của sông La Ngà của huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Xa xa chúng ta là một vài đảo nhỏ. Và ngay tại vị trí tôi đang đứng đây là có một miếng đất với lại 300 mét mặt tiền sông nước quý vị. 300 mét mặt tiền sông nước. Và đặc biệt cái bờ sông này á, nó rất là thoải. Nó thoải và nó không có, có độ dốc. Từ ở đây quý anh chị đi ra tới phía ngoài ghe kia quý anh chị, nó khoảng tầm 150-200 mét, thì nước đâu đó nó chỉ ngang ngửa sắp sắp chúng ta thôi, nó không quá sâu. Và ở đây nó không có gợn sóng, cũng không có dòng chảy mạnh, nên vị trí này quý anh chị mua khai thác du lịch cực kỳ là thuận lợi. Với lại mặt tiền đường của chúng ta là tới khoảng 200 mét mặt tiền đường, nên vị trí đất này quý anh chị mua có thể chia nhỏ ra để chúng ta đầu tư nha quý anh chị. Một vị trí sinh thái rất là tuyệt vời. Với giá bán hiện nay chủ đang hạ giá khoảng 5 tỷ cho miếng này và đang chào bán chỉ còn có 15 tỷ. Đất của chúng ta là phía trước quý chị đây, đất thì nó địa hình của nó đều như thế này cả, và hiện nay là có cây ăn trái khoảng tầm trên 15 năm ngay tại khu vực này. Mặt tiền đường của chúng ta là đường bê tông nhé quý chị, đường bê tông từ quốc lộ 20 quý chị đi vào đây khoảng hơn 2 km, đường bê tông dẫn tới đất của chúng ta luôn. Và quý anh chị nào quan tâm sản phẩm đầu tư du lịch sinh thái như thế này, quý anh chị hãy gọi ngay cho Linh. Rất là cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.